một đêm rất đặc biệt chỉ có tại câu lạc bộ Hoa Quan. Những chiếc vòng tay của toàn thể anh chị đang có mặt ạ. Họ xin mời đến cơ chủ tiếp theo nào, hãy xuất hiện trên sân khấu hôm nay. Và hôm nay, trước khi đến với cuộc thi đặc biệt này, tôi xin công bố những thể loại cuộc chơi cũng như giá trị giải thưởng dành cho đêm chung kết đặc biệt này. Với giải nhất, có trưởng nào đạt giải nhất sẽ đạt giải là 3 chai rượu mất theo trị giá 6 triệu đồng. Giải nhì là 2 chai rượu mất theo trị giá 4 triệu đồng. Và đồng giải 3 là 1 chai rượu mất theo trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt hơn là tất cả các cơ trưởng xuất hiện tại câu lạc bộ Hoa Quan đêm nay sẽ được cấp bằng chứng chỉ cơ trưởng và sẽ có trị giá trong vòng 1 năm sẽ được giảm 10% giá trị tại câu lạc bộ. Xin một tràng tay thật lớn dành cho các cơ trưởng đêm nay. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các cơ trưởng hãy cùng sẵn sàng và bước ra sân khấu. Những chiếc bàn tay của gia đình của bạn Linh Vũ ở đâu ạ? Một tràng tay là Kiếm Nga ở đâu? Anh ở đâu? Hoàng Mai Anh ở đâu? Đang sẵn sàng cho đêm nay chưa nào? Hai tay lên chưa hai em ơi? Mời em về phía tựa của anh. Let's go, let's go, let's go!